Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc lại gây bức xúc mạng xã hội khi tuyên bố hỗ trợ lần 2, trong khi gói hỗ trợ lần đầu là 62.000 tỷ Việt Nam đồng vẫn chưa giải ngân xong và vẫn chưa đến được tay người dân cần hỗ trợ trong đại dịch virus Vũ Hán này. Chiều ngày 21 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống đại dịch virus Vũ Hán với các địa phương. Gói hỗ trợ lần hai tập trung vào người lao động mất việc và đang thuê nhà ở, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với tổng kinh phí 18.600 tỷ Việt Nam đồng. Chiều ngày 21 tháng 8, đại diện cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn đề xuất gói hỗ trợ lần 2 sau gói hỗ trợ 62.000 tỷ Việt Nam đồng hồi tháng 4 năm 2020 dành cho các doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch và đất Vũ Hán. Gói hỗ trợ lần này được đề xuất tổng kinh phí là 18.600 tỷ Việt Nam đồng, tập trung vào 3 nhóm, Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, người lao động tại khu vực nông thôn, lao động mất việc, có hoàn cảnh khó khăn. Với cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, chính sách ưu tiên doanh nghiệp dưới 10 lao động được vay tối đa 2 tỷ Việt Nam đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Lao động khu vực nông thôn được vay vốn 100 triệu đồng để khôi phục, duy trì sản xuất, lãi suất 3,96% bằng một nửa lãi suất cho vay với bộ với các hộ cận nghèo và thời hạn hỗ trợ lãi suất 12 tháng với các khoản vay mới phát sinh từ 1 tháng 9 năm 2020 đến 1 tháng 9 năm 2021. Bộ Lao động Thương binh Xã hội ước tính có 10.000 cơ sở sản xuất và 100.000 lao động được hỗ trợ kinh phí khoảng 15.000 tỷ Việt Nam đồng. Với nhóm lao động có hợp đồng bị mất việc hoặc tạm ngừng việc nghỉ việc không lương có hoàn cảnh khó khăn đang phải thuê nhà nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi người, mỗi lao động và kèm 1 triệu đồng cho con dưới 6 tuổi. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng tính từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020. Dự kiến sẽ có 1,2 triệu người gồm 1 triệu lao động đang thuê nhà và 200 trẻ em phụ thuộc nhận được gói hỗ trợ này và kinh phí dành cho nhóm này là ước tính 3.600 tỷ Việt Nam đồng trích từ ngân sách địa phương. Với gói hỗ trợ đợt 1 62.000 tỷ đồng tính đến nay thì ngày tính đến nay thì đến gần hết tháng 8 rồi kho bạc nhà nước mới giải ngân được 12.000 tỷ, trong đó có hơn 11 1.500 tỷ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng, người được bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo, còn lại hơn 427 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 426.000 lao động gặp khó khăn, tỷ lệ giải ngân chậm, chỉ đạt trên 19% toàn gói. Nhiều doanh nghiệp và địa phương kêu khó khi mà xác định người thụ hưởng và giải quyết các thủ tục liên quan. Bộ Lao động và Thương binh Xã hội sau đó đã đề xuất chính phủ nới lỏng điều kiện vay để doanh nghiệp dễ nhận được khoản hỗ trợ này. Và như chúng ta đã biết thì gói hỗ trợ lần đầu tiên với 62.000 tỷ Việt Nam đồng thì bây giờ mới chỉ giải ngân được 19% trong tổng số 62.000 tỷ Việt Nam đồng. Tại sao chính phủ và nhà nước không tiếp tục giải ngân hết số 62.000 tỷ Việt Nam đồng mà lại tiếp tục bổ sung thêm 18.600 tỷ Việt Nam đồng để làm gì? Nhiều doanh nghiệp và địa phương kêu khó khi mà xác định người thụ hưởng và giải quyết các thủ tục liên quan. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sau đó đã đề xuất với chính phủ nới lỏng các điều kiện để doanh nghiệp dễ nhận được khoản hỗ trợ này. Việt Nam bước vào làn sóng đại dịch virus Vũ Hán lần thứ hai vào cuối tháng 7 năm 2020. Cơ quan chức năng đã tính đến kịch bản xấu nhất trong thời gian tới, dự báo là số lao động mất việc có thể tăng khoảng 60 đến 70.000 người mỗi tháng và tập trung chính ở các lĩnh vực như du lịch, hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, xây dựng, vận tải, chế biến, chế tạo. Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng tự cũng dự báo là sẽ lên đến khoảng 70% trong khi số lao động bị ngừng việc, giãn việc, giảm việc có thể lên đến 3,5 đến 5 triệu người. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo cuộc họp thì ông Klemmer Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình hình dịch bệnh còn đang phức tạp nhưng đang trong tầm kiểm soát. Nhiều địa phương đã đạt được kết quả khả quan trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Theo người đứng đầu chính phủ thì đợt dịch này để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho công tác phòng chống, đó là phải thần tốc, thần tốc hơn nữa trong chỉ đạo, thực hiện xét nghiệm nhanh rộng, ứng dụng các phần mềm như Blue John truyền thông và thông tin kịp thời, người dân ủng hộ nhất là hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt. Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp các ngành đặc biệt là ngành y tế không được chủ quan, tập trung hết sức mình để không có ổ dịch lây lan rộng trong cộng đồng và các đơn vị khi xuất hiện ca bệnh thì phải khoanh vùng kịp thời không để xảy ra ổ dịch lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó thì CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các địa phương quan tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa duy trì hoạt động kinh tế xã hội. Chúng ta xác định chống virus là một cuộc chiến trường kỳ, chừng nào chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng dịch thì chúng ta phải chung sống với dịch bệnh ông thủ tướng nói và ngành y tế cũng cần tăng cường hệ thống xét nghiệm, nâng cao khả năng xét nghiệm và thuận lợi cho người dân, cần suy nghĩ đến việc nhận diện chẩn đoán sớm nguy cơ mắc đại dịch virus Vũ Hán đối với bệnh nhân có biểu hiện dù là nhẹ nhất. Các cơ sở y tế phải tập trung bảo vệ nhóm rủi ro cao là người có bệnh lý nền, người cao tuổi không được để xảy ra ổ dịch, nhất là tại các bệnh viện, cơ sở y tế, xác định trách nhiệm người đứng đầu trong bao quát công tác phòng chống dịch virus Vũ Hán và thủ tướng nhất trí với ý kiến đưa ra cần có chế tài bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết. Văn hóa ứng xử trong thời kỳ đại dịch virus Vũ Hán cần được phổ cập hơn nữa, kể cả rửa tay thường xuyên, giãn cách xã hội phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, tinh thần cảnh giác với đại dịch cao hơn vờ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các địa phương cần quản lý chặt người nhập cư trái phép, xử lý các chủ khách sạn, các cơ sở lưu trú sử dụng lao động nhập cư trái phép. Thủ tướng cho biết sẽ sớm sửa đổi chính sách hỗ trợ người lao động mất việc, không có thu nhập một cách thuận lợi hơn. Và ông giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có phương án chính trình chính, chính phủ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhấn mạnh việc chống đại dịch cuộc chiến này giống như một cuộc chiến trường kỳ thì ông Clm và ông Nguyễn Phú Phúc cũng yêu cầu phải hình thành một văn hóa ứng xử với dịch bệnh và sẽ có chế tài bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết. Kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số địa phương về phòng chống đại dịch bệnh rớt Vũ Hán vào chiều ngày hôm qua 21 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận định rằng dịch vẫn đang phức tạp và đang trong tầm nhưng đông đang trong tầm kiểm soát và thậm chí là kiểm soát rất chủ động kể cả ở những địa phương phức tạp nhất như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và một số thành phố lớn. Đây là một sự cố gắng rất lớn của tất cả chúng ta. Theo Colm và Nguyễn Xuân Phúc thì qua lần này Việt Nam đã rút ra được nhiều bài học tốt, trong đó có tinh thần thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa trong chỉ đạo, xét nghiệm nhanh rộng, ứng dụng Blue John truyền thông kịp thời. Và thông tin kịp thời ủng hộ của người dân Cài đặt hệ thống Luzon này và hệ thống chính trị đã vào cuộc kiết liệt Nên đã thành công bước đầu trong kiểm soát đợt dịch lần này à, Thì ông Colombo Nguyễn Xuân Phúc cũng học theo câu của ông Hồ Chí Minh Là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thì ông đã chuyển sang thành từ thần tốc, thần tốc và thần tốc hơn nữa Câu này thì chắc chắn là ông đã ăn trộm của Hồ Chí Minh và chỉ thay thay cái tên đi cho nó giống với tình hình hiện tại mà thôi. Thêm vào đó thì đợt chống dịch lần này cũng có sự giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp, thậm chí là người nước ngoài ở Việt Nam. Một truyền thống quý báu của dân tộc cần tiếp tục phát huy trong thời gian này. Và dù vậy thì ở trong nước, thời gian tới sẽ có còn nhiều ca nhiễm, vẫn còn sự lo lắng. Trên thế giới thì tình hình dịch bệnh một số nước diễn biến xấu như Pháp, Tây Ban Nha, Nhật, hiện chưa có vaccine chính thức để sử dụng và nước ta là một nước hội nhập sâu rộng nên thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành không được chủ quan coi thường trong quá trình chỉ đạo mà phải tập trung làm hết sức mình để không có ổ dịch lây lan trong cộng đồng diễn ra tiếp theo trong thời gian tới và cần xác định được chống virus là một cuộc chống cuộc chiến trường kỳ chừng nào chưa có vaccine thì chúng ta phải chung sống với dịch bệnh phải có phương thức cách làm văn hóa ứng xử trong hoàn cảnh này. Trong bối cảnh toàn cầu sụt giảm tăng trưởng âm, chúng ta là nước mới thoát nghèo, đang chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và chúng ta phải thực hiện mục tiêu kép kiểm soát dịch, phòng tỏa, chặn đứng nguồn lây lan và vẫn phải duy trì hoạt động kinh tế xã hội ở mức cần thiết. Lãnh đạo các địa phương, các bộ cần cương quyết sao sát tỉnh táo chỉ đạo hai nhiệm vụ này để đạt được hiệu quả tối ưu không được để đại dịch lây lan và bùng phát, đồng thời không được để cho người dân quá lo lắng bất ổn về cách ly xã hội. Ông Colmover nhấn mạnh. Do đó thì ông Colmover cũng phải yêu cầu là phải nâng cao khả năng xét nghiệm trong thời gian tới và đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện cho người dân được xét nghiệm và ngành y tế cần nghiên cứu để nhận diện chẩn đoán sớm hơn đại dịch virus Vũ Hán và những bệnh nhân có biểu hiện ho sốt khó thở, những người những thay đổi trong cơ thể con người ở mọi vùng đều phải được nhắc nhở kiểm tra. Cùng với đó chuẩn bị hệ thống y tế toàn quốc và nhất là những thành phố lớn để đối phó với tình huống gia tăng trong thời gian tới. Cần tăng cường và nỗ lực trong hệ thống y tế của toàn quốc, đặc biệt là năng lực ứng phó với đại dịch virus Vũ Hán, củng cố hệ thống y tế dự phòng của cả nước. Đáng chú ý là ông Klem và Nguyễn Xuân Phúc đồng ý sẽ có chế tài bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết, bắt buộc khai báo y tế, cần có yêu cầu một số đối tượng cài Blue zone hay một số ứng dụng khác để chủ động phát hiện dịch bệnh trong thời gian qua thì nhiều người cũng đặt ra một dấu hỏi là bluezone bị quản lý quá chặt chẽ về những quyền riêng tư của những người sử dụng điện thoại và vì vậy mà nhiều người không muốn tải bluezone và nhà nước thì yêu cầu là tất cả mọi người phải tải bluezone để quản lý dịch bệnh nhưng nhiều người vẫn còn đang uh, không được chắc chắn lắm về sử dụng uh, tài khoản cũng như là Uh, phần mềm Bluezone để quản lý uh, những bệnh nhân quản lý tốt hơn quản lý được chặt chẽ hơn về uh, dịch bệnh này và vừa qua thì công an thành phố đà nẵng đã truy tố một số người việt và người nước ngoài nhập cảnh trái phép và cho rằng đây là sự giáo dục dân đe cần thiết ông CLM và nguyễn xuân phúc yêu cầu kiểm soát chặt biên giới nhưng tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để phát triển sản xuất chúng ta chống dịch với tinh thần thực hiện mục tiêu kép còn nếu không nền kinh tế sẽ tiêu điều và rơi vào tình trạng vào trạng thái tăng trưởng âm như rất nhiều nền kinh tế bên cạnh chúng ta thế nên có câu chuyện đón nhà đầu tư chuyên gia phải cách ly phù hợp chứ không phải là đóng cửa tôi cũng đã giao cho bộ ngoại giao bộ y tế có phương án trình chính phủ thủ tướng về việc tiếp tục đón bà con về nước phù hợp với hoàn cảnh hiện nay Ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đồng thời nhấn mạnh phải kiên quyết hơn nữa, kịp thời hơn nữa, không để cho tình trạng lan rộng như ổ dịch vừa qua do chưa đề cao cảnh giác ở Đà Nẵng. Tinh thần cảnh giác cũng phải được báo động trong toàn bộ ngành y tế, nhất là các bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chế tài bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết. Ở trên thế giới thì phần lớn các nước người ta bắt đeo khẩu trang ở tất cả mọi nơi khi ra khỏi khỏi nhà, chứ không nhất thiết là ở một số nơi sẽ phải bắt buộc mà nếu như bước chân ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang. Bởi vì virus Vũ Hán này chúng bay lơ lửng trong không khí và nếu như mình đi ở ngoài đường các loại xe hoặc những phương tiện giao thông đi qua đi lại thì có thể là con vi khuẩn này sẽ văng ra những phương tiện đó và văng ra đường hoa tan vào không khí chúng ta có thể hít lại. Nếu như mà không bị bắt buộc phải đeo khẩu trang thì chúng ta cũng phải nên đeo khẩu trang. Chúng ta hãy tự bắt buộc bản thân chúng ta, đừng để cho nhà nước hoặc thủ tướng ra lệnh bắt đeo khẩu trang thì chúng ta mới phải đeo. Nhấn mạnh việc chống dịch là cuộc chiến trường kỳ thì ông Klmv Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu là phải hình thành uh, những văn hóa ứng xử với nhau một cách tốt hơn nhưng người Việt Nam thì chúng ta cũng đã biết rồi từ trước đến nay văn hóa ứng xử cực kỳ tệ và có lẽ là chỉ cần một ánh mắt nhìn đều thôi cũng có thể xảy ra án mạng chứ đừng nói là văn hóa ứng xử trong thời đại dịch này à, kết luận cuộc họp thường trực chính phủ có một số địa phương về phòng chống đại dịch virus vũ hán thì ông thủ tướng cũng nhận định là dịch vẫn còn đang phức tạp và theo ông thủ tướng thì qua lần này Việt Nam đã rút được nhiều bài học tốt trong đó có tinh thần uh, thần tốc theo chỉ đạo của ông và bắt sử dụng các ứng dụng như Bluezone để cho truyền thông kịp thời và để cho nhà nước quản lý chặt chẽ hơn về đại dịch này thêm vào đó thì đợt chống dịch này cũng đã giúp đỡ hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp thậm chí là cả nước uh, ngoài cả người nước ngoài một truyền thống quý báu của dân tộc của chúng ta và chúng ta đã xác định rằng đại dịch vũ, vũ hán là một cuộc chiến và một cuộc chiến này sẽ rất lâu dài trong bối cảnh toàn cầu sụt giảm tăng trưởng âm thì chúng ta cần phải có nhiều kiểm soát tốt hơn để tăng vừa kiểm soát được đại dịch và vừa tăng trưởng được kinh tế ông thủ tướng cũng yêu cầu và cần tăng cường năng lực cho hệ thống y tế của khắp mọi nơi và nêu những việc vừa qua ở Đà Nẵng thì cũng đã truy tố một số người nước ngoài cũng như người Việt Nam cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép và chúng ta chống dịch với tinh thần là thực hiện mục tiêu kép. Còn nếu không nền kinh tế sẽ rất tiêu điều và rơi vào tình trạng tăng trưởng âm. Và theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì cần đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết. Điều này là không phù hợp với thực tế mà chúng ta cần phải đeo khẩu trang ở khắp mọi nơi, kể cả ở trong nhà nếu như trong nhà mình có người bị 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 nhiễm virus chứ không riêng gì ở những nơi cần thiết và nhất là khi phải ra ngoài đường và hy vọng rằng trong thời gian tới thì tất cả người dân chúng ta có thể thoát được cái đại dịch này và trong tương lai gần thì trên thế giới có thể có được vaccine để phòng trị được đại dịch virus vũ hán hiện nay và không riêng gì chúng ta người dân Việt Nam và toàn bộ thế giới đang phải gồng mình để uh, chống chặn chống lại với cái cái đại dịch này và vì vậy thì chúng ta hãy góp một bàn tay nhỏ bé để phòng chống đại dịch và với tinh thần là hỗ trợ của nhà nước thì phần lớn thì chỉ ở trên tivi và những lời nói sáo rỗng của thủ tướng mà thôi trên thực tế thì như thế nào chúng ta cũng đã biết rồi lần đầu tiên thì với gói 62.000 tỷ Việt Nam đồng thì giải ngân chưa đến 19%. Chúng ta hãy lấy 62.000 tỷ mà nhân với 19% thì chúng ta sẽ thấy được những con số mà giải ngân của nhà nước để hỗ trợ cho đại dịch lần này cực kỳ nhỏ bé so với các nước ở xung quanh chúng ta. Còn bây giờ lại thêm với gói 18.600 tỷ Việt Nam đồng nữa thì e rằng đây cũng nếu như chúng ta muốn nhận tiền thì có lẽ lại phải lên tivi để mà nhận. Chứ thực tế thì có lẽ điều này rất là khó để mà có thể nhận được khoản tiền mới này 62.000 tỷ nhưng vẫn chưa đến được tay người cần hỗ trợ thì 18.600 tỷ. Chắc chắn sẽ bị rơi vào ngõ cụt mà thôi. Đó là một điều chúng tôi có thể khẳng định cho quý vị và các bạn chúng ta hãy chờ đợi trong thời gian tới xem gói hỗ trợ này sẽ đi đâu và về đâu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.